Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thử ạc Tôn Vũ Đường Môn. Ạc này ạc cày chai anh em. Ạc cày chai đi tấm kim liên server thử coi như thế nào nha. À, bên kia có một vỏ đan nè, có một vỏ đan, một nga mi. À, rất là dữ dội luôn. Rồi, ăn thức liên tứ sát thêm một cái bảo vũ lê qua thì lên đường thôi. Chúng ta đang bị khống chế bởi các anh em môn phái công lôn các kiểu. Bị dính ác thiệt á. Anh em thấy là khi mà mình không có né nhiều, không đỡ đòn được cái kiểu, hay là mình build cái tỷ lệ giảm mà cỡ nào cũng bị dính à. Cũng bị dính chó hết trơn á, khó chịu lắm. Mày lên đường mày. Nhưng mà chúng ta không giết được luôn, buồn phải. Côn lôn này, đẩy một cái một lên đường. Đó, đang bị dính nè, đang bị dính đòn. Wow, nãy giờ vẫn chưa giết được ai luôn. Quỷ qua sơn khí đâm to phải. Đúng là cày chai đánh khổ thật anh em. Khổ quá. Chúng ta đang bị ép phe. À, bị bắt rồi. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh 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 my god. Oh my god, rất là nguy hiểm luôn. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Đang rất là khó khăn cho chúng ta rồi. Đẩy à. Trời ơi, bạn dẫn qua bạn. Chúng ta thì chúng ta đang bị ép phe nhưng mà chúng ta vẫn có khả năng giết người nha. Các bạn đừng có giỡn hoài. Lục Tiết Kỳ nè, Lục Tiết Kỳ. Tiết Kỳ nè, thôi lên đường rồi Tiết Kỳ ơi. Cỡ nào mà chịu nổi với cái xoáy của tôi. Có một Thúy Yên luôn, một Nga Mi đang rất là khủng khiếp, đang đứng đi farm như cái máy điện luôn. Chúng ta phải có một góc để chúng ta đánh mới được. Bên kia có một Nga Mi đang lên con ngựa. Ồ, để coi tin tức của tôi hay sao. Xoáy, không búp máu được là chết. Búp máu được rồi, vậy là sống rồi. Vẫn tiếp tục xoáy, rất là dữ dội. Đang bị rất là nhiều môn phái khác xoáy rồi, nhưng mà lên đường chắc rồi. Nhảy vô giữa chỉ có lên đường thôi, không nói nhiều. Rồi, chúng ta chơi được bảo vũ là bên kia chết chắc rồi. Nhưng mà hiện tại anh em có thể nhìn thấy là bị đơm rất là dữ dội. Má ơi, cái khúc của mình đánh không chúng nó mà đánh chúng mình không à. Có chịu phải nồi. Đây, Tuyết Kỳ thôi lên đường đi. Không lên đường luôn anh em. Chắc búp lên được cái lưỡng nghi chân khí. Bạn ấy sẽ rất là trâu. Chúng ta đang bị ép phe cực kỳ dữ dội ở đây. Đang bị khống chế rất là dữ dội. Build tỷ lệ giảm cỡ nào cũng bị khống chế à. Thay vì build tỷ lệ giảm, bây giờ mình sẽ build thêm cái đỡ đòn. Hay là build nhiều né tránh lên. Chúng ta đỡ những cái đam của đối phương. Né tránh cao thì chúng ta đỡ lắm ấy. Hay quá. Oh my god, chạy vô. Giết được ai không? Chưa giết được ai luôn. Bên mình có một đường môn nữa kìa. Ừ, hai đường môn, có hai con ngựa chiến luôn mà sao thua được nguyên một đám môn phái hệ thổ bên kia được. Đánh vô. Ôi, tự nhiên lắc là thấy tào lao nha. Không được rồi. Đó, à, đúng rồi. Đẩy vô, gãy. Gan thêm cái nữa, cái. Ừ, đó. Trời ơi, con quỷ cái bang ếch cha. À, thằng quỷ thầy ông nội. Nó nâng phà mà đang hấp 18 rồng luôn. Lục Tuyết Kỳ đấm nó. Sao mà chạy được. Ô ui, ếch cha này mạnh khiếp đấy. Má bị chón rồi, chết rồi. Bị chón ác quá. Nó đánh xa quá anh em ơi. Auto nó can thiệp ghê quá. Nguyên liệu ghẻ. Trời, ông này đâu ra đứng đây vậy? Ghê vậy? Liệu thế? Thầy ông nội, lên đường đi em. Rồi, dính cái bảo vũ thôi, lên đường rồi. Cả nào chạy nổi. Lưỡng nghi cũng không kịp đâu.
ôi chúng ta chết rồi, ta giết được một mớ mạng luôn. Nhưng mà hiện tại chúng ta đang bị đe dọa bởi cái chủ, cái cờ của chúng ta đang bị đe dọa, không biết có ra kịp hay không. Hy vọng chúng ta ra kịp và chúng ta thả cái bầu vũ để cho chúng ta, à bên chúng ta ăn hay sao đây? Ừ đúng rồi, bên chúng ta ăn rất là hay luôn anh em ơi, rất là hay. Chạy 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 chạy. Lúc tích kỳ đã giết anh khổng tử. Con Ngami, Ngami bị khùng. Giết thầy ông nội ngoại vào đây, giết hết. Ôi nó, ôi nó tuôn một đống luôn kìa, rất là nguy hiểm cho chúng ta. Hiện tại là bên chúng ta ở bên trên thì cảm giác là khá là ok. Chúng ta sẽ chạy xuống đây đấm mấy nó. Có một con hoa sơn nổi nó đấm ghê quá anh em ơi. Chúng ta không thể nào mà chúng ta khi dễ bên kia được. Hoa sơn nổi lên đường, lên đường không? Acha vẫn chưa chết, rất là nguy hiểm. Chúng ta phải chạy vô đây không máu. Tại chúng ta hết máu rồi, không dám căng với nó. Có máu một tí là chúng ta căng nó rồi. Choán cái kiểu có chịu phải tích kỳ, lúc tích kỳ, lúc tích kỳ này chắc cũng cung lông top á, dạng cung lông top này, cung lông thì chỗ đang top này. Có chịu phải luôn á anh em. Ga tí, ga sai một tí là bị bắt này. Có chiếu thật sự. Đẩy đây, đẩy đây mà đẩy xuống. Oh my god, ừ nguy hiểm. Đâm ghê quá. Đâm ghê quá. Không bóp máu là bạn chết cho mình á. Chào thầy cua nha. Cua chết thì thật hay quá. Hello giải trí nha. Cua để thầy cua chế là bao hay luôn. Ai da, ai da, ai da, ai da. Tôi hơi bị khi dễ đối phương anh em. Không được, đừng có giỡn như vậy. Đừng giỡn như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Con quỷ hoa sơn này, mày chết đi mày. Con quỷ. Không biết cái anh đó là phải, anh đó không chơi kiếm hay chơi gì vậy. Ô kép C này, gà gán, gà gán, gà gán này. À ô, chạy. Ô, chạy. Hên bãi. Xem chết. Hello Hoàng Sắc nha. Hello mọi người. Hello anh Sandwich nha. Ôi ăn chó một đống luôn kìa anh em. Đó, tỷ lệ cỡ nào với mấy ổng. Tỷ lệ cỡ nào với mấy ổng đây, trời ơi ghê quá. Acha. Acha Selica. Rồi xong, coi như là xong bạn rồi. Để bị khẩn là coi như xong bạn rồi. Ồ mà máu ghê thế. Thôi chạy. Merusel, Acha, tại đây mẹ. Ừ, một em lên đường dính cái độc xác, cái rút độc giật lên cái cu cung y lộn cái nhịp hôn một cái là lên đường liền. Trời hên vậy bạn. 40k. Ồ, canh lục tích kỳ và đấm thôi. Thì kiếm anh lục tích kỳ và đấm ảnh. Lục tích kỳ ảnh đứng xa quá, mình không có đánh vô ảnh được. Chịu phải.
Ảnh đang có một con Ngami bảo kê ghê quá. Ngami ổng cứ canh mình ổng đánh không à. Bắt ổng lại. Ôi bị chó lên kìa, căng quá vậy. À. Ôi chết tôi. Oh my god. Flyzer đã giết tôi rồi. No. Ghê nha. Ơi, 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 bậy 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 rồi. Má ơi. Không được anh em ơi, kiểu này không ổn nha, không ổn nha. Giỡn mặt là thua ngược lại đó, giỡn mặt thua ngược lại đó. Ôi, ơi, ơi, ơi nha. Nhật Nam đi, ai chết được thì chết. Ừ, đúng rồi, đừng có chạy lên đây. Đó, đấm nó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nãy tôi để ý cho chút xíu là tôi đấm được rồi đó. Ai da. Má ơi, ghê quá. Ghê quá. Không áp sát được anh em ơi. Trời ơi, bị giật kìa má ơi. Chạy chạy chạy. Má ơi, không chơi kinh vậy. Kịp không? Ra ngoài kịp không? Vài giây nữa, vài giây nữa. Cố lên nào. Hết giờ. Rồi xong. Ồ, cũng giết được một mạng nữa chứ. Lục tức kỳ 179. Rất là mạnh. Có sẽ mặc BK đứng đánh xa phải nồi luôn. Nói chung có Smart BK vẫn là một lợi thế cực kỳ lớn, quá lớn luôn. Ờ à, đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.